không phải là tôi làm thử để xem nó có nhanh hơn không. Không, cũng phải là cũng đặt như thế này, không lấy bàn là để mọi không móc cái giấy ra, xong rồi đặt miếng vải lên, xong bắt đầu lại là xong rồi đem ra đây cột.